Rồi, xin chào mọi người. Đấy, mọi người vừa mới hỏi mình từ chiều đến giờ đã mưa chưa? Giờ lại mưa rồi. Mưa cực kỳ to luôn, chuẩn bị mình phải là gào thét giống hôm nọ luôn. Đấy. Rồi hôm nay mình vào vấn đề chính luôn nhá. À, hôm nay mình cũng có một cái việc mình muốn nói. À, thứ nhất là cái đam mê của mình. Đấy, cũng như anh em thôi. Mình bán cho anh em những cái hàng anh em chế cháo, mình cũng rất mong là mọi người mua được những cái hàng phù hợp với công việc của mình. Đấy, nhưng trước khi mua, mọi người phải suy nghĩ cho kỹ, phải nhìn cái món hàng đó thật chuẩn. Đấy, chứ đừng có như hôm qua hôm kia, thật sự mới mở mắt ra mùng 1 mà mọi người ai lại mua cái đầu máy bơm của em nặng như thế. Em đã bao ship rồi, vào đó lại còn không lấy. Bây giờ lại còn bảo cho em cái cạc, em lấy cái cạc để làm cái gì. Đấy, lần sau mọi người nhá, thương em thì mọi người phải xem cho thật cẩn thận. Đấy, em rất mong mọi người, cũng như bản thân của em thôi, bỏ đồng tiền ra, mình mua cái gì nó phải đúng cái công việc, đúng cái mục đích của mình. Đấy, em không hề muốn cho mọi người phải mua một cái gì đó mà về không dùng được, thật sự luôn. Đấy, cho nên mọi người trước khi mua, mọi người phải xem cho thật kỹ. Đấy, kể cả mọi người báo hàng chuẩn bị em gửi, mọi người nói thôi em đừng gửi nữa, em chưa mất tiền, không sao cả, không ảnh hưởng gì đến gia đình em cả. Đằng đi bây giờ em bán cả một cái mẻ hàng, em quay cả đêm, em quay lên, xong bắt đầu mọi người làm như thế. Đấy, hai cặp phục của em mọi người trả lại. Rồi đến cái gì, cái đầu máy nước mọi người trả lại. Hai cái đó bây giờ gần 400.000 tiền ship của em. Thì liệu em bán như thế em có đủ cái tiền để mà em phục hồi cái tiền ship không? Đấy, cho nên mọi người cực kỳ phải lưu ý. Thật sự, để muốn cho cái kênh em phát triển thì em mong mọi người phải giúp đỡ em. Phải cố gắng, mình cùng nhau mà. Đấy, mình cùng nhau để xây dựng. Em thì sẽ đi kiếm đồ, còn các bác thì ở nhà để ngắm, để xem cái nào mà ưng ý thì các bác mua. Đấy, em không hề muốn cho các bác mua một cái gì đó mà về không dùng được. Thật tâm em luôn. Buôn bán lời, mưu sinh thì cái chuyện đó thì em không nói làm cái gì cả, nhưng vì cái đam mê nữa. Đấy, chứ không phải là cứ thấy lời vì ba cái đồng lợi nhuận mà buôn bán, vì cái đam mê nữa. Cho nên em đi trời nắng, em vẫn đi, vẫn chui ngõ ngách để em kiếm đồ. Đấy, cho nên mọi người phải cố gắng giúp em. Đừng làm như thế nữa, em nói thật. Ba cái đơn hàng trả về cho em. Đấy, hơn 400.000. Thì liệu em quay cả một cái video này em bán có lời được 400.000 không? Đấy, mọi người thử nghĩ xem. Đó là em nói chân tình luôn. Đấy. Còn chưa nói là cái nọ hư, cái kia hư. Nguyên tiền đền bù hôm nay là em đền bù 200.000 rồi. Đấy. Với là ba cái đơn hàng trả về. Đấy. Thì các bác nghĩ xem em lấy đâu ra lời nữa. Đấy, cho nên là thôi, mọi người thương em, cố gắng xem cho thật kỹ thử hàng mua. Em không ép mọi người, em không lấy cọc lấy kiếp gì của mọi người, cho nên mọi người cứ từ từ mà xem. Đấy. Đấy, hôm nay thôi em có vài lời muốn nói như thế thôi. Em cũng hy vọng là không bao giờ em nói những cái lời như thế nữa, thật sự luôn, em không hề muốn nói, nhưng từ ngày đến giờ hôm nay em mới nói như thế là để cho các bác biết không có lời nhiều đâu, vì cái đam mê thôi, em nói thật đấy. Thôi bây giờ em vào vấn đề chính luôn, em xin lỗi mọi người ai mà cảm thấy mà khó chịu với em đó thì thôi bỏ qua cho em rồi. À, combo số 1 máy sinh tố. Rồi, mưa dã man luôn các bác ạ. Bắt đầu em phải gào lên rồi đấy. Số 1 120.000 nha các bác nhá. Số 2 biến áp E800. Em sẽ cắt sạch sẽ đi cho các bác 120k. Đấy, cái này thì em nói thật các bác nên chuyển khoản mà bao ship này. Nó nặng lắm, tới 4-5 cân cơ. Rồi, số 2 dành cho em yêu khoa học. Đấy, 120k. Số 3, một cặp phục.
Dài 32 phân. Tính cả ốc, cả cái này luôn 32 phân. Cặp phục nào nhá mà cháy mà hư ấy, các bác cứ nhìn cái ti này này. Nó bị xước là nó dỉ đi, là cặp phục đó không dùng được nữa. Đấy. Chứ còn các bác mà lấy hàng xong các bác bảo nhớt tòi le tòi lưa ra, lấy đâu ra mà lắm nhớt như thế. Mỗi một cái phục như thế này ấy, chỉ có một tí nhớt như thế này thôi mà các bác bảo nhớt tràn cả ra, thì lấy đâu ra mà một lúc hai cặp phục mà các bác trả lại nữa, lòng nào các bác trả lại cho em cũng thật. Rồi, số 3 150k một cặp phục nha các bác nha. Dài 32 phân. Ok. Đây các bác cứ nhìn đây này. Nó trắng tinh như thế này, còn hắn bẩn nó đất ở ngoài không sao hết. Quan trọng là cái ti. Cái ti nó có độ nhún, nó chỉ cần khô dầu nó nhún vài phát thôi là nó gì đen gì đỏ ra luôn, là cặp phục nó vứt đi. Rồi, số 3 150k. Bác thông cảm nhá, mưa nó ngập cái đồ của em. Rồi, em số 3 rồi đúng không nhỉ? Rồi giờ ta đến số 4. Rồi, số 4 đây em ghi sẵn đây rồi. Số 4 là cái này để cho các bác chế mỏ hàn. Chế trà rồi, em dính vào nhau nóng. Ôi em đang cắm điện đấy chứ. Ba chả đang cắm điện đấy chứ mà cầm khơi khơi lên đấy. Rồi, số 4 là 200k nhá. Em có 7 con mà hôm qua em bán được 6 con rồi, chỉ còn duy nhất một con này thôi. Ok, số 4 các bác nhá. Số 4 200k. Điện 220 nhá các bác nhá. Điện 220. Điện ra là máy hàn xung. Cái con 300W của em không xi nhê gì hết. Con này nó phải lên 300-400W, 400-500W. Nó mạnh lắm. Rồi, số 5. Số 5 là tháo máy ra được mấy con này các bác này. Em chả biết là những cái con gì. À, các bác nhìn nó kỹ nha. Em quay đầu hết. Đây. Đấy. Số 5 200k. 4 con các bác nhá. 4 con. Cái này nhấn mấy cái này nhấn số này. Đó, 6 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. Rồi, số 6. Số 6 là một con motor. À, có 25W thôi các bác ạ, nhưng mà 20A. Ok, số 6 100k. Điện 220 các bác nhé. Cốt của em nó là 8 ly. Vừa đủ mắc một cái quạt để làm quạt. Đấy, cái này mà làm quạt thì khỏe. Cái quạt đời mới bây giờ toàn bằng nhôm thôi các bác ạ. Rồi, đó là số 6. Giờ đến số 7. Số 7 là ba con bánh xe này. Ba con bánh xe này thì chắc là tính tấn thôi chứ không thể tính kg được. Bằng nhựa đúc. Đấy. Hàng đây là hàng ở trên, nó làm trên cái đường ray đó các bác. Đấy, để nó kéo một cái máy cẩu ở dưới. Đấy. Có ba cái thôi. Với hai cái trục, chả biết hai trục này là trục gì, nhưng mà cái này nó cứng nó bẻ cái này mềm ra. Đấy. Rồi. Một cặp. Cái bên đây nó hơi cứng này. Rồi, số 7 các bác nhá. Số 7. 200k. Gồm 3 bánh xe. Bánh xe như bánh xe tăng.
kinh thật. Số 8. Số 8 là một con motor không chổi than 24V. Đúng 24 không nhỉ? Ô, cái này không để vôn viết gì ta. Một con trục và một cái này cửa đại. Em chả biết số má ấy nó sao cả. Các bác chịu khó nhá. Các bác nhìn nhá. Con này là số số mấy thì nhớ các nhỉ? Số 8. Số 8 em bán là 120k. Thôi 100k đi cho nó chẳng luôn đi. 100k. Số 8. Rồi, số 9. Số 9 là hai cái motor điện 220 đang còn chạy nha các bác nhá. Đấy, cái này về ta chế cháo. Em cắm mấy cái này em sợ rồi. Em kinh điện đóm lắm. Cái này nó chạy khỏe lắm. Thôi nhưng mà phải cắm cho các bác xem chứ. Điện 220 các bác nhá. Đấy. Thế cơ mà. Một con. Hai con. Con này thì nó là đời đầu cho nên là nhìn nó ngon lành hơn các bác ạ. Và nó có điều khiển ở đây. Khi mà cắm điện lên là nó hiện số 0 và nhấn cái nốt này này. Đấy là nó chạy. Đây em đấu em ấy cho các bác xem luôn. Lúc nãy em vừa mới nghiên cứu xong. Em định vứt cái bảng điều khiển nó đi nhưng mà em thấy nó xịn sò quá. Nó đời đầu nó ra bao giờ nó cũng bền hơn, đẹp hơn. Đây, xong nhấn cái nốt này là nó chạy này. Nó hiện số 0 lên. Đồ này dở quá. Rồi. Ngủ chưa? Rồi. Nổ luôn cái bộ phận này rồi các bác ơi. Dã từ dĩ vãng. Ở trên đây là sắt chập. Ôi em không biết chơi điện đâu. Rồi, nó cháy mất cái bộ điều khiển rồi. Rồi còn cái này nó vẫn sống cho các bác nhá. Phi của. Nhưng mà thôi, nó trần trụi thế thì cũng nên bỏ đi. Ghê quá. Em thử xem nó có sống không nhá. Xem em còn sống hay em đã ra đi. Rồi còn sống các bác nhá. Rồi hai con motor này. Ba con luôn. Con này là 24V không chổi than này. Margin Japan này. Con đó là motor của máy photo ấy. Con mưa to không nghe thấy gì luôn các bác. Con đây số mấy rồi nhỉ các bác nhỉ? Rồi đến số 9. Rồi đúng rồi, đến số 9 các bác nhá. Số 9 này.
200k. Cho hai con motor này với một con motor 24V này là 3 con. Còn nguồn tổ ong nhé bác nhá, 12V là đây số 10, 12V là 100, còn 5V là 80k. Đây là cái loại 12V 15A này. 100 các bác nhá. Rồi số 9, số 10. Số 11 là một con motor loại khủng long bạo chúa này. Để em cho nó quay rồi nó chạy rồi các bác xem thông số của nó nhá. Gì vậy? Chạy từ ôi dồi ôi. À, nhìn trên màn hình thì rất chi là chậm, nhưng mà ở ngoài thì quay đúng là quay tít mù luôn các bác ạ. Đó, lại chập tiếp. Em chả thích điện tí đâu các bác ạ. Mỗi lần test thế này em run lắm. Thôi, cá chơi nè. Rồi, giờ con này là con số 9 rồi, số 10 rồi. Đây là con số 11. Con 11 400. Rồi, đây em cho các bác xem thông số của em nó này. Đã biết nó chạy kiểu gì mà nó chạy nhân cướp. Rồi, con 12. Con 12 là một con biến áp, ổn áp bằng đồng. Điện vào 220, điện ra lại chỉ có 50V thôi. Đấy. Các bác nào mà đam mê mà thích cái loại bền ấy, bền chắc đấy, khỏe thì các bác lại mua cái loại này. Đấy. Của nó là 7 cân, 6 cân 8 các bác nhá, 6 cân 8. Số 13. Điện vào 220, điện ra 50V. Đấy, ok. Em test rồi mà thôi em không test nữa các bác, em đang run đây này, nãy giờ nổ mấy phát rồi. 13, 400k. Nặng 6 cân 8 nha các bác nha. Ở trong đây tính ra là 1 cân 7 đồng. Đây, đồng đây, sở to. Ok. Mười bốn là một con bóng. Con này đang nguyên đai, nguyên kiện, nguyên thủy luôn. Ok. Mười bốn. 100k. Vào đây, hai con.
15, 16 mỗi con. Con này là 400 các bác nhá. Con này là 350. Cái này các bác nên chuyển khoản để em bao ship. À, con này là 14 này, 15 này, 400 này, 16 này, 350 này. Ok. Con này thì đang đầy đủ hơn, đang còn hộp điều khiển các thứ. Con này thì không còn điều khiển. Ok. À, con này như có thông số, thông siếc nhỉ. Ủa nặng lắm. Hai con mỗi con là nặng 11 12 cân các bác nhá. Rồi. Vòng bi Nhật vẫn là 10.000 các bác nhá. Anh cũng có loại vòng bi đôi này này. Đấy. Và cũng có một loại vòng bi mà chỉ quay được một chiều thôi. Đó. Vòng bi 10.000. À mai Meka là em xin nghỉ tầm khoảng 5 6 hôm nha các bác nhá. Tại vì Meka này đang hiếm hàng. Em xin lỗi bác Trần Đình Phú nhá. À bác Trần Đình Quý nhá. Bác báo em 15 tấm Meka em chưa có nhá. À đúng 6 hôm nữa em gửi cho bác. Ok nhá. Mong các bác thông cảm cho em nhá. À em quảng cáo sạc luôn. Sạc ở đây em bán là 100k. Em đã làm đầy đủ hết rồi. Các bác về cắm vô là sạc thôi. Em toàn sạc bình 50A thôi. Bình to. Đây em có để ra một cái điện 12V cũng như thể là máy mài. Em để ra một cái điện dây điện 12V để cho các bác về các bác chế cái bóng đèn. Đấy. Máy mài em bán là 150k các bác nhá. Đây máy mài quay mãi không ngừng nhá. Các bác về thiết kế này, công tắc này. Đấy, rồi các bác thiết kế cái bóng đèn ở đằng sau này cho nó vổng lên đây này, cho nó nhìn xuống cho mình mài này cho nó chuẩn này. Đấy, các bác trang trí lên cho nó đẹp đẹp vô tí. Đấy, số 15 và 16 đây là 17 đi. 17 là máy mài nhá, 150k nhá. 18 là sạc các bác nhá. 18 là sạc nhá. 100k nhá. À, điện vào là 220 nhá. Điện ra là 12V mấy hoặc 13V mấy. Đấy các bác về kẹp. Đầu đỏ đây là kẹp bên cộng này, đầu xanh bên đây là kẹp bên trừ này. Đấy. Rồi tiếp theo là một cây quạt dài. Có sẵn motor rồi. Đấy, em sẽ cưa đi một nấy. Các bác về chế cái máng vô. Đấy. Quay tiếp mù thôi. Quạt này cả motor cả cánh là 150k các bác nhá. Mã 19 nhá. Mã 19 nhá, 150k nhá. Ok, mã 19 nha các bác nhá. Quạt cánh dài nhá. 150k nhá. Rồi đây. Cho cái mã 20 cho nó tròn nha các bác nhá. Đây mã 20 là một gồm một bóng này. Một bóng và một cục sạc này. Đấy. Chắc ở trong đây là nó bị hết pin rồi. Đó. Nên là cắm bóng cắm vô 12V các bác nhá. À 5V đây này. Em cho luôn cái cục nguồn này này. Đó. 5V các bác nhá. À khéo tay thì về tháo cái này ra thay viên pin là hắn có công tắc ở trên đây này. Đấy, em lười quá, dạo này em bận quá. Đấy, cắt mở đây này. Đấy. À, số 20 nhá các bác nhá. Số 20 là 70k nhá. Ok. Rồi, em xin dừng ở đây cho các bác nhá, để cho các bác xem cho nó sớm nhá. Ở em đang mưa to lắm, em nói nãy giờ đau hết cả cổ rồi. Rồi, ok. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhá. Các bác mua số nào, các bác nói tên, địa chỉ.
và nói số cho em nhé, để em lưu lại tất cả những cái số máy của các bác, tại vì em đã bị mất rồi. Đấy, à đây, em cho các bác xem cái nắp. Đây, bác nào mua cái quạt của em bị vỡ đấy, em đền cho cái quạt này nhá. Các bác thử lấy cái trục ở giữa, cái trục đó là trục của Nhật, à trục của Mỹ nó bền, còn cái trục này trục đều. Nhưng quạt này vẫn đang quay nhá. Và cái máy bơm của bác nào bị vỡ cái nắp, em bù cái nắp này luôn nhá. Đấy, em để bảo em tháo trộm được cái nắp. Rồi, ok. Còn cái quạt này các bác về tháo cái trục này, thay cái trục xịn kia vào nhá. Rồi, hai bác nhá. Rồi, em xin chào nhá. Quà em tặng hết rồi nhá. Ai có thì vui, mà ai không có thì thôi thông cảm cho em nhá. Sau rồi em tặng cho cái khác, tại vì số lượng nó ít quá nên là phải san sẻ cho mọi người một chút, mọi người một chút. Rồi, ok, em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi nhá. Nhớ đăng ký kênh cho em, nhớ like cho em nhá, mọi người nhá. Nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ cho em.